Chào các bạn, mời các bạn đến với phần điểm tin bóng đá sáng sớm ngày hôm nay, mùng 4 tháng 11 trên kênh Điểm tin bóng đá. Đầu tiên mời quý vị và các bạn đến với phần tin lộ dấu hiệu người Thái ngán đòn Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trước đây khi các thế hệ cầu thủ Thái Lan khi trả lời truyền thông thường rất hay có thái độ gần như là thiếu tôn trọng các cầu thủ Việt Nam và đội tuyển Việt Nam. Điển hình như thế hệ của Kiatisak và Goodwood Srimaka. Thậm chí thời gian gần đây, khi đã là những huấn luyện viên, họ đôi lúc vẫn mang tư tưởng Thái Lan của họ mới là số 1 ở Đông Nam Á. Việt Nam là nội ám ảnh của bóng đá xứ sở chùa vàng gần đây, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi các ngôi sao của Thái Lan trở nên ngán đòn mỗi lần nhắc đến Việt Nam. Lão tướng Tirasin Dangda và tàn anh trẻ Ekanit là hai cầu thủ ghi bàn giúp cho tuyển Thái Lan đá bại đội tuyển UAE vào tháng 10 vừa qua. Trước hai lượt trận then chốt ở bảng G diễn ra vào tháng 11 tới đây thì Đang Đa và Ekanit đã có những phát biểu vô cùng thận trọng về đội tuyển Việt Nam. Ekanit Pania là một trong những phát hiện mới của tuyển Thái Lan dưới thời ông Akira Nishino. Trong trận thắng UAE thì Ekanit ghi bàn quyết định giúp cho bầy voi chiến bỏ túi trọn vẹn 3 điểm. Truyền thông xứ sở Chùa Vàng nhận định Ekanit vừa cùng với Chiang United vô địch Thái Lịch sẽ đóng vai trò là con át chủ bài trong trận quyết đấu sinh tử với cường địch Việt Nam. Chia sẻ với báo giới, tiền vệ sinh năm 1999 bày tỏ niềm hạnh phúc khi được vị tướng Nishino tin tưởng chọn vào đội tuyển quốc gia. Tôi rất vui khi tiếp tục góp mặt trong thành phần đội tuyển Thái Lan. Thành công cùng Chiang Rai United là động lực tinh thần giúp cho tôi tự tin và mạnh mẽ hơn. Về hai cuộc chạm trán trước Malaysia ngày 14 tháng 11 và Việt Nam ngày 19 tháng 11 thì Ekanit Pania thể hiện quyết tâm cao. Đội tuyển Thái Lan cố gắng giải quyết từng trận đấu một, chúng tôi phải tập trung toàn lực trước Malaysia thay vì dành nhiều thời gian cho Việt Nam. Tôi tin rằng hai trận đấu này là sẽ rất khó khăn. Như một sự trùng hợp ngẫu nhiên, tiền đạo kỳ cựu đội tuyển Thái Lan, Tirasin Dangda cũng chưa muốn nhắc đến cái tên Việt Nam vào thời điểm này. Dangda chính là người đánh đầu mở tỷ số 1-0 trong trận Thái Lan khuất phục UAE với tỷ số 2-1. Trao đổi với báo giới trước hai trận then chốt gặp Malaysia và Việt Nam, Tiền đạo kỳ cựu này cho rằng hiện tại không phải là thời điểm để nghĩ về thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo. Tiền đạo của Muông Thông khẳng định, chúng tôi cần tập trung đấu Malaysia trước tiên, chạm trán với người Mã là trận đấu vô cùng khó khăn trong những lần đến làm khách tại Malaysia. Thái Lan gần như không thể triển khai các đợt tấn công. Các bài tập của huấn luyện viên Nishino ở giai đoạn đầu hội quân không quá nặng và giúp cho chúng tôi lấy lại thể trạng tốt nhất về thể lực, tinh thần cho các trận gặp Malaysia và Việt Nam. Người Thái không thận trọng trước đội tuyển Việt Nam là không được. Nguyên nhân là hai năm qua, các sao Thái Lan và huấn luyện viên đội tuyển nước này luôn mạnh miệng trước mỗi lần gặp thầy trò Âu Park. Càng nổ tung trời thì người Thái càng nhận những kết quả thất bại ê chề và cay đắng. Ông Akira Nishino nhận trọng trách phục hưng nền bóng đá Thái Lan. Đáng tiếc là tướng Nishino không may lại phải chạm trán ngọn núi Việt Nam và phù thủy Park Hang Seo. Nền bóng đá Nhật Bản và Hàn Quốc có nhiều duyên nợ và sự kinh địch chỉ hơn chứ không kém nếu so với đại chiến giữa Thái Lan và Việt Nam. Vì lẽ đó mà derby số 1 khu vực là cuộc chiến Nhật Hàn giữa lòng Đông Nam Á. Khi còn ở đỉnh cao sự nghiệp huấn luyện thì tướng Akira Nishino từng thắng thẻ Park một lần khi hai người chạm trán tại vòng bảng AFC Champions League. Huấn luyện viên Nishino với nhiều chiến tích lẫy lừng cũng nhỉnh hơn so với đàn em Park Hang-seo, nhưng đó là câu chuyện của quá khứ, bởi bóng đá khu vực Đông Nam Á nằm ngoài quy luật phát triển tự nhiên. Thái Lan và huấn luyện viên Akira Nishino là đại diện của ngày hôm qua. Ngược lại hiện tại đang gọi tên Việt Nam và phù thủy Park Hang Seo. Cả ông Nishino và thầy Park đều chịu sức ép về tâm lý buộc phải thắng đối thủ trong cuộc đua cạnh tranh ngôi đầu bảng G. Mặc dù vậy thì ông Nishino tỏ ra thất thế hơn khi phạm phải sai lầm, chỉ trích hậu vệ Bùi Tiến Dũng và bóng đá Việt Nam. Không phải tự nhiên khi ông Park phản đòn rất nhiều tờ báo Hàn đã đồng loạt vào cuộc ủng hộ người đồng hương. Ông Akira Nishino vừa chân ướt chân giáo dẫn dắt tuyển Thái Lan đã đụng độ ngọn núi Việt Nam. Hai đội cưa điểm 0-0 trên xứ sở chùa vàng khiến cho người Thái và ông Nishino ngậm ngùi vì không thể thắng được Việt Nam. Cái tên Park Hang Seo đã trở thành nỗi ám ảnh thường trực với bóng đá Thái Lan trong hơn 2 năm qua và viện binh Akira Nishino vẫn chưa giúp được bảy voi chiến phục hận thành công. Vị thuyền trưởng Akira Nishino muốn mở ra triều đại thành công cùng bóng đá Thái Lan trên lý thuyết thì nhiệm vụ này có thể thực hiện được, tuy nhiên thực tế sân cỏ lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã và đang sẽ đóng vai trò khắc tinh đối với người Thái và ông Nishino. Việt Nam đụng độ Thái Lan vào ngày 19 tháng 11 tới là gạch nối cho những cuộc chiến chưa có hồi kết nhiều duyên nợ. Ngay sau trận derby số 1 ở Đông Nam Á tại vòng loại World Cup 2022, ông Nishino còn tái đấu thể Park tại SEA Games 30. Cả người Thái và Việt Nam đều đặt mục tiêu săn vàng ở SEA Games. Vậy nên cuộc chạm trán giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan sẽ nảy lửa không kém màn thư hùng ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Tại SEA Games 30 tới đây, thầy Park và ông Nishino chẳng những đụng nhau ở vòng bảng vào ngày 5 tháng 12 mà còn có thể gặp lại trong trận tranh chức vô địch sẽ diễn ra sau đó. Đó là chưa kể Thái Lan với tư cách là nước chủ nhà và Việt Nam còn tiếp tục so kè tại vòng chung kết U23 châu Á vào tháng 1 năm 2020 tại xứ sở chùa vàng, xem ai là số 1 ở khu vực Đông Nam Á. Ông Akira Nishino có thể thành công với nhiệm vụ phục hưng nền bóng đá Thái Lan, nhưng ông Nishino cũng có khả năng là nạn nhân tiếp theo của phù thủy Park Hang-seo tại Đông Nam Á. Tiền đạo Phạm Văn Đức chiến binh sắp trở lại. Mới đây chia sẻ trên trang cá nhân của mình, cầu thủ có biệt danh là Đức Cọt đã để dòng trạng thái cố gắng lên nào cùng bức ảnh đang tập luyện với bác sĩ Choi Ju Nội dung của status này thể hiện sự nỗ lực tập luyện và mong muốn sớm được trở lại thi đấu của chàng cầu thủ người Nghệ An. Trao đổi với báo giới, Phan Văn Đức cho biết tình hình chấn thương hiện nay của anh đang hồi phục rất tốt. Đến thời điểm này, chấn thương của em đã hồi phục khoảng 80%. Dự kiến cuối tháng này em sẽ về tập luyện cùng cơ lạc bộ để chuẩn bị cho mùa giải mới, Phan Văn Đức chia sẻ. Với màn lột xác ngoạn mục từ giải U23 châu Á tại Thường Châu, Trung Quốc giúp sự nghiệp của Phan Văn Đức bước sang một trang mới. Anh là mẫu cầu thủ đa năng, có thể chơi ở vị trí tiền đạo cắm, tiền vệ trái, tiền vệ lệch phải. Là cầu thủ có lối chơi rất đơn giản nhưng lại thông minh, không ngại va chạm. Anh rất được chiến lược gia Park Hang Seo ưa thích và tin dùng trong sơ đồ chiến thuật của mình tại đội tuyển quốc gia cũng như đội U23 Việt Nam. Năm 2019 quả là một năm không may mắn của quả bóng đồng Việt Nam khi anh liên tục gặp phải những ca chấn thương ở các mức độ khác nhau. Gặp phải chấn thương ngay ở vòng đầu tiên của V-League 2019, Phạm Văn Đức đã rất nỗ lực tập luyện để trở lại ở vòng 13 V-League. Tuy nhiên, với chấn thương đứt dây chằng chéo trước, phù dây chằng chéo ngoài vào tháng 6, mùa giải 2019 coi như khép lại với anh. Sau ca mổ thành công tại Singapore thì Phạm Văn Đức đã được bác sĩ của đội tuyển quốc gia, ông Choi Ju Jong chăm sóc và đưa ra những phương án tập luyện giúp cho cầu thủ này sớm hồi phục. Được biết thì cả Văn Đức và Đình Trọng hiện đang hồi phục rất tốt theo phác đồ điều trị của bác sĩ Choi. Dù không có tên trong danh sách triệu tập lần này của đội tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho hai trận gặp UAE và Thái Lan, nhưng Văn Đức vẫn lên tuyển để tập hồi phục chấn thương. Tiền đạo này tập luyện dưới sự giám sát của bác sĩ Choi. Bên cạnh đó, anh cũng được để ý và quan sát từ huấn luyện viên Park Hang-seo. Với việc sắp bình phục hoàn toàn chấn thương của Phan Văn Đức đây sẽ là một tin rất vui đến với đội tuyển Việt Nam nói chung và câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An nói riêng. Đặc biệt là câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An khi mà mùa giải V-League 2019 vừa kết thúc, Sông Lam Nghệ An đang phải đối mặt với tình trạng chảy máu tài năng. Với Sông Lam Nghệ An, sau hàng loạt tin đồn liên quan đến sự ra đi của các cầu thủ hết hợp đồng thì sự trở lại của Văn Đức quả thật là cực kỳ quan trọng mùa giải 2020. Anh sẽ là một trong những trụ cột còn lại dìu dắt lứa cầu thủ trẻ chinh chiến tại V-League. Bên cạnh đó, anh còn là một phương án khả dĩ trong sơ đồ chiến thuật của huấn luyện viên Park Hang-seo ở hành trình chinh phục giấc mơ World Cup 2022. Hiraven vất vả giành một điểm, huấn luyện viên Park Hang-seo lại thêm lo lắng về đoàn văn hậu. Với chỗ trận thành công gần đây thì Hiraven được đánh giá cao hơn trong chuyến làm khách đến sân của Adolenhas một chiến thắng sẽ giúp cho đội bóng này củng cố vị trí trong top 7. Các đội xếp từ vị trí thứ tư đến vị trí thứ bảy được dự vòng play-off tranh vé dự Europa League. Tuy nhiên, việc thiếu vắng trụ cột đã khiến cho Hiddleven không thể vận hành lối chơi một cách trơn tru nhất, mặc dù cầm bóng áp đảo. Phút 60, Den Haas bất ngờ vượt lên dẫn trước nhờ quả penalty. Phải đến tận phút thứ 88, trung vệ Botman mới lập công giành lại một điểm cho Hiddleven. Kết quả hòa giúp cho Hideren trở lại vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng, nhưng khoảng cách giữa họ với đội xếp thứ 12 chỉ là một trận thắng. Hideren đang cảm nhận rõ áp lực từ các đối thủ đáng gờm ở phía sau như Grindelgen hay Fenot. Trong trận đấu này thì huấn luyện viên Juni Jansen vẫn sử dụng Soren Floranus ở vị trí hậu vệ cánh trái. Cuối hiệp 2, nhà cầm quân người Hà Lan tung Goldenberg vào thay cho Floranus. Đoàn Văn Hậu có tên trong danh sách đăng ký nhưng không được vào sân phút nào. Với việc Hidenven đang phải cạnh tranh quyết liệt trong cuộc đua top 7 thì trước mắt ông Jansen sẽ khó mạo hiểm tung Văn Hậu vào sân. Điều này sẽ khiến cho phong độ của Văn Hậu sa sút làm ảnh hưởng lớn đến kế hoạch của huấn luyện viên Park Hang-seo. Hậu vệ người Thái Bình luôn là mắt xích quan trọng ở đội tuyển quốc gia và U22 Việt Nam. Nếu không có sự thay đổi quá lớn thì Văn Hậu sẽ vẫn chấn giữ cánh trái tại vòng loại World Cup 2022 và SEA Games 30. Chắc chắn huấn luyện viên Park Hang-seo đang phải rất đau đầu tìm cách giúp cho cậu học trò đạt được phong độ tốt trong các giải đấu quan trọng sắp tới đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe bản tin này của chúng tôi. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để đón nghe những tin tức bóng đá mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.